Xin chào tất cả các anh chị và các bạn thân mến. Đây là tiệm nail ở đảo Thao Southwest River Boulevard. Anh chị em thấy tiệm nail rất là đẹp không? Bên đây trong cái khu này là căn hộ cao tầng và rất là nhiều căn hộ vòng vòng đây. Quay trình xin xem. Đây là khu đảo Thao. Đây là những căn hộ cao cấp. Đây muốn quay cho anh chị mình xem ha. Là một cái tiệm nail người Việt Nam mình làm chủ, Red Nail Spa, nó thương hiệu của Red. Vô bên trong ha. Đây, đây là nhìn rất là về tâm linh, là gia đình của Phật tử nên tên nail này rất là nhiều cái tượng Phật rất là đẹp, giống như là trong một gia đình luôn. Đây là cái quầy cái nước sơ. Đây là cái tủ quầy bà. Đây đẹp lên. Sao cửa phía sau về đẹp mà wow, có cái tường có TV luôn. Đây là 13 nó đây là ông điện thần tài. Wow, cái menu này cũng như nhìn hấp dẫn không? Wow. Nhìn cái ghế này có cái màn. Đẹp quá. Em Minh Vũ. Vũ cầm anh nha bố. Vũ cầm anh nha. Cầm về anh đi. Về hôm mà hậu với nó tối kéo lên. Hậu nếu mà nó tối quá kéo lên. Dạ ok. Giúp cho nhiều khách hàng mình ở đây có cái tiệm relax thư giãn nhiều hơn. Và đây là những cái khung cảnh bên trong của cái tiệm này cho anh chị mình xem ha. Rất là đẹp. Và đây là thương hiệu Red Nail, sắp tới này sẽ mở thêm một tiệm nữa và sẽ remodel lại. Đây là cái bên tay phải mình nhìn thấy rất là thư giãn. Tìm mấy cái này đẹp lắm.